Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nam Định chuẩn bị cho mùa giải 2023, thay đổi để vươn cao. Nam Định đang đứng trước những sự lựa chọn về con đường phát triển của mình giữa việc có duy trì nền tảng. Lực lượng cũ hay cần những bước đột phá mang tính cách mạng để hướng đến mục tiêu cao ở mùa giải 2023. Nam Định đang là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng thời gian gần đây. Đặc biệt khi V-League 2022 đã hạ màn và nhiều cầu thủ ở các đội đã đáo hạn hợp đồng thì việc Nam Định đi chợ sớm cũng là điều không quá bất ngờ. Nhưng vấn đề mua ai và hình hài của Nam Định ở mùa giải 2023 sẽ như thế nào lại trở thành đề tài được bàn tán rất nhiều. Ở V-League, Nam Định vẫn là cái tên hiếm hoi duy trì đậm đặc yếu tố bản sắc địa phương, màu cờ sắc áo. Ngoài việc có được lượng cổ động viên đông đảo bậc nhất của bóng đá Việt Nam thì Nam Định lâu nay luôn dành sự tin tưởng lớn đối với việc sử dụng cầu thủ do chính mình đào tạo. Đội bóng thành Nam lựa chọn con đường đi khá dị biệt nếu như không muốn nói là có phần lạc lõng trong dòng chảy V-League khi ít tham gia thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội. Có rất nhiều lý do khiến cho Nam Định lâu nay ít mua sắm mà phần lớn vì nguồn kinh phí hạn hẹp. Thậm chí cứ sau mỗi mùa giải, Nam Định lại bị mất quân vì không đủ tiền gia hạn hợp đồng. Vì chủ yếu dùng cây nhà lá vườn nên thành ra Nam Định năm nào cũng bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng. Đặc biệt hai mùa gần đây, Nam Định đều sống trong cảnh thót tim vì tấm vé trụ hạng. Có nhiều ý kiến cho rằng chất lượng cầu thủ nội của đội bóng chủ sân Thiên Trường vẫn ở khoảng cách xa so với mặt bằng V-League cộng với việc ngoại binh kém nên dẫn tới việc họ năm nào cũng bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Trên thực tế, Nam Định cũng đã có nhiều cầu thủ như Xuân Tân, Văn Hiếu, Đình Sơn, Xuân Quyết, Liêm Điều lên tập trung U23 Việt Nam. Nhưng những cầu thủ này thường bị huấn luyện viên Park Hang-seo loại trước khi hút danh sách cuối cùng hoặc thậm chí có trụ lại được đội tuyển thì cũng không được sắm vai chính. Giới chuyên môn cho rằng, để Nam Định thoát khỏi cảnh đua trụ hạng thì điều cần thiết lúc này đó là phải tăng cường lực lượng. Vừa qua, Nam Định được đồn thổi sẽ mua sắm nhiều cầu thủ nội thuộc hàng top của bóng đá Việt Nam với hy vọng sẽ vươn mình thoát xác khỏi nỗi ám ảnh trụ hạng phút chót. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nói rằng đến lúc này, Nam Định chưa ký hợp đồng chính thức với cầu thủ nào và mọi kế hoạch nhân sự đang còn ở phía trước. Nam Định có lượng lớn cổ động viên và khán giả rất nhiệt tình. Đây là nguồn tài sản vô cùng quý giá và chắc chắn đội sẽ luôn trân trọng điều đó ở mùa giải tới. Nếu như Nam Định có mua sắm thêm nhiều cầu thủ tốt ở tỉnh khác thì tôi vẫn có kế hoạch sử dụng cầu thủ do chính Nam Định đào tạo nên để tiếp tục duy trì yếu tố bản sắc địa phương. Năm tới Nam Định đá V-League và Cúp Quốc gia với lịch thi đấu sẽ rất dài nên cần lực lượng dồi dào để đảm bảo cho những mục tiêu mà ban lãnh đạo đề ra, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nói. Từ ngày trở lại V-League, Nam Định vẫn luôn bị đánh giá thấp và thường xuyên bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Thế nên, để hướng tới những cột mốc mới, thậm chí có thể cạnh tranh song phẳng với các đại gia thì việc thay đổi, mua sắm nhân sự để tăng chất lượng cũng là điều tất yếu trong dòng chảy phát triển. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!